Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình về bên chợ gạo Tiền Giang anh em, đi ghé chỗ nhà của anh Phong. Ngày hôm nay anh Phong có giao lưu với anh em nguyên cái lô mai Thủ Đức nha anh em. Đế toàn lấy đẹp không nha. Thì chút xíu anh sẽ báo giá cho anh em từng gốc để anh em tham khảo, anh em nào thấy giá ok hợp lý thì mình liên hệ trực tiếp với anh Phong nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề. Còn những video nào mình gửi số điện thoại xuống là những video đã về thành công toàn bộ hết rồi nha anh em. Rồi anh Phong ơi, mình cho anh em biết địa chỉ vườn mình đâu luôn hả anh Phong? Địa chỉ của em là ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang anh. Ngày hôm nay mình giao lưu với anh em mấy lô anh? Em giao lưu với anh em là 3 lô mai. 3 lô ha. Rồi lô số 1 là trung bình hoành nó nhiêu nhiêu anh? Lô số 1 trung bình hoành 33 là nhỏ nhất, còn 41, 42 với 37, 38 có một gốc 53 luôn anh. Là giá giao lưu là nhiêu anh? Dạ 6 gốc 25 triệu. Rồi loại 2 anh? Dạ loại 2 là có 10 gốc. 10 gốc. Hoành nó thì nó dao động 40 cũng có, 37, 38, 36. 10 gốc đó là giá nó là 22 triệu anh. 22 triệu. Dạ. Rồi cái loại 3 anh? Dạ loại 3 là 24 gốc. Dạ. 25, 6, 7. 25, 3 cũng có. Nói chung nó 21 nó có 23 gốc rồi anh. Dạ. Là tổng cộng 24 gốc. Là giá bao nhiêu giá anh? Giá nó 20 triệu. Rồi. Rồi đầu tiên cái lô số 1 cho anh em. Cái này là trung bình chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh? Dạ cao nó tầm 1m6, 1m7 hả anh? 1m6, 1m7. Mấy cây này già cây chưa anh? Dạ già cây mười mấy năm anh. Mười mấy năm hả anh? Năm cây này mười mấy, 20 năm. Bông bao bông cho anh em luôn hay sao anh Phong? Bông nó từ 6 tới 12 cánh anh. Rồi đó, đó mình đo thử cái hoành nó khoảng nhiêu anh? Rồi đo hoành chứng cho anh em dễ tham khảo luôn. Hoành chứng đo múc trên luôn. Nè. 53 hoành á. 53 hoành. Dạ. Cái này là anh em ta mua một cây mình bán không anh? Dạ không anh, bán luôn 6 cây em vận chuyển em bao ship 200 km rồi em đi xe tải anh. À một lô 6 cây mới bán ha. Dạ. Nồi đế nhiêu anh? Dạ cái nồi đế nó 160 luôn anh. 167 luôn á. Rồi góc tiếp theo nha anh em. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cao nó cỡ 1m7 anh. Ngày xưa mấy cốc cành này là có nhạo rồi hả anh? Dạ có nhạo rồi. Giờ về chỉ cần tàn xuống là cho nó tạo nhẹ cái tàn là chơi hả anh Phong? Rất là đẹp. Quay cho anh em qua gần có cái góc rồi nha anh em. Rồi mình cho anh em xin nhẹ cái thông số luôn Phong ơi. Quỳnh chỉnh nó 42 anh. 42 quỳnh. Rồi cái nồi nhẹ luôn anh Phong. Nồi đấy cả 150 á. 150. Rồi tiếp theo là lô số 1, mã số 3 nha anh em. Cái cao nó cỡ 1m50 à. Cái này phải xù không anh? Dạ nó muốn lên xù hơi hơi à. Dạ. Bình thân nó 40. 40. Rồi cái nồi nhẹ luôn anh. Cái này có cần có chỉnh sửa hết rồi nha anh em. Cái nồi nó 115 anh. 115. Rồi tiếp theo cây này đẹp nha anh em. Cây này đẹp. Cây này vừa quá vừa đẹp nữa. Đây, cái này là giáo của Đức được mấy năm rồi nha. Cây này đẹp nên em đáng để sưu tầm nha. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh Phong? Cao nó cỡ 1m9 hả anh. Cốt cành có sẵn hết nha anh em, chỉ về tạo lên mình chơi thôi. Rồi mình cho anh em xin nhẹ cái hoành luôn anh. Rồi đo hoành chỉnh cho anh em coi luôn. Gần 40 anh. 40. 41 luôn anh. Rồi cái nồi thử bao nhiêu anh? Nồi nó 160 á. 160. Rồi, mình lại cho anh em xem nha. Cốt cành lớn nha anh em. Cái này đã có đầy đủ hết, chỉ cần mình về mình chăm nhẹ xíu là ra bộ vàng là đẹp, về mình chơi thôi anh em. Rồi, tiếp theo anh em. Cái này cao cỡ 1m6 anh. Rồi, hoành luôn anh. Dạ hoành nó 33. 33, cái nồi luôn anh. Nồi đế cái này 100 anh. 100. Rồi, tiếp theo là cây cuối cùng của mã số 1 anh em. Cái này đang lên xù có gì anh? Dạ cái này đang nó lên xù nhẹ anh. Đây anh em. U có nặng ghê rồi. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh. Dạ cao khoảng 1m8 anh. Hoành nó khoảng nhiêu anh? Hoành nó 41 rồi anh. 41. Rồi mình nhắc lại em giao lưu với anh em mà giá sao hả anh Phong? Dạ 6 cây này giao lưu giá 25 triệu anh. Là mua hết 6 cây mới bán phải không anh? Dạ. Dạ. Ấy nhẹ mà em có xử lý rồi, nó cứng rồi nha anh. Nó cứng rồi.
Nó hơi bị lỡ nhẹ nhưng mà nó cứng, là búng tay nghe bóc bóc chứ nó không có sợ bị hư thối gì nha. Rồi mời tất cả anh em sang cái lô tiếp theo nha. Rồi lô tiếp theo là lô số 2 nha anh em. Cái này là trung bình nó khoảng bao nhiêu anh? Dạ, trung bình nó nằm tầm khoảng hoành 7, 8, 9, cũng có 40 trọng luôn. Cái lô này là bao nhiêu gốc anh? 10 gốc. 10 gốc ha. Rồi mình sẽ quay từ từ cho anh em tham khảo hết 10 gốc cái bộ đế cái lô nha. Cái lô này giảo được bao nhiêu năm rồi anh? Dạ cái lô này trồng khoảng 13, 14 năm rồi. 13, 14 năm ha. Cái này là có chỉnh sửa không anh? Cũng có chỉnh sửa cành sơ sơ rồi. Nên về chứ để cho nó ra tột rồi con nhẹ vô chơi à. Dạ. Rồi, coi cho anh em hết dòng nha. Một số cây đế rất là đẹp nè. Cái bung đều đẹp nha. Rồi mình đo thử thông số và gốc thử anh. Đây. Cái này lô mà lớn nhất là hoành nhiêu anh? 40 nè anh. 40. Rồi. Cây bị nhất 40. Rồi cây này nhỏ nhất cho anh. Cây nhỏ nhất hả? Đó cây này thử khoảng anh. Đây, cái này quá. Nhỏ nhất đó là 30 anh. 30. Anh em. Giá mà mình giao lưu nguyên cái lô này là giá khoảng sao anh Phong? Giờ giao lưu hết 10 cái này là giá 2 triệu. Là trung bình là 2 triệu 2 anh? Dạ trung bình 2 triệu 2. 2 triệu 2 một gốc nha anh em. Đâu anh đo thử cái gốc này anh Phong, thấy nó bự quá. Gốc này nó cũng muốn lên xù dưới lên. Nhiêu anh? Dạ 34. Ví dụ anh em mua nửa lô bán không anh? Nửa lô thì có gì điện thoại thỏa thuận anh. À nhưng vẫn giao lưu với anh em luôn ha. Dạ, anh điện thoại thỏa thuận. Rồi tiếp theo là cái lô này lô số 3 hả anh Phong? Dạ lô số 3. À bao nhiêu gốc vậy anh? 24 gốc anh. 24 gốc ha. Giá dạ. Sao anh? 24 gốc này em để giá mềm lắm, 20 triệu rồi anh. 20 triệu. Anh em cây này đẹp nha anh em. À, trung bình nhiêu tiền gốc ta? Có 800 ngàn gốc anh. 800 ngàn một gốc ha. Dạ. Rồi để mình đảo sơ nhẹ cho anh em tham khảo hết nguyên cái lô này nha. 800 ngàn một gốc nha anh em. Mấy gốc này mua 800 ngàn quá ok anh em ơi. Chỉ đợi thời gian thôi cho nó ra mình tạo lá tàn mình chơi à. Cái này là nó được bao nhiêu năm anh? Cái này tầm cũng tầm 10 năm anh. 10 năm ha. Dạ. Hôm trước thì mình quay mấy cái lô kia nó nhỏ hơn anh em. Mấy cái lô này thì 800 ngàn nó lớn nha anh em. Lớn hơn nhiều. Nó lột chừng 4 gốc hoành 21 tổng rồi còn nhiều 25, 6, 7, 8, 9 thôi anh. Rồi đó mình đo thử cái gốc này anh thấy gốc này quá đẹp anh em. Nè 25 nè anh. Rồi mình đo cái cục đế nó khoảng nhiêu anh? Cái cục đế nó khoảng 70. 70. Rồi. Rồi mình đo thử cái hoành này khoảng nhiêu anh? Hoành này 30. 30. Rồi. Để mình quay lại cho anh em một vòng lại nha. Nói chung thì 800 ngàn anh em mua mấy góc này về chơi khá ổn anh em ơi. Rồi mình nhắc lại với anh em là mình giao lưu cái lô này là giá sao anh? Lô số 3 này em giao lưu giá 20 triệu anh, 24 cây. 24 cây, 20 triệu. Tầm khoảng 700 ngàn gì đó một gốc anh em ơi. Em bao ship 200 km. Rồi ví dụ anh em nào mua vài gốc đó, thì mình có liên hệ với ảnh đây nha. Liên hệ qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Để mà mình thỏa thuận để anh giao cho anh em. Vài cây cũng bán bình thường á anh Phong. Vài cây nếu mà gần gần thì bán, còn ở xa trong vòng xa em phải bán hết lô mới giao anh ơi. Dạ. Rồi anh em nào thích thiện chí mình liên hệ trực tiếp với anh Phong nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề. Và xin tạm thời kết thúc video tại đây nha. Chung chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc và đình thân. Mong là anh em có thể giao lưu thành công nguyên cái lô mai này với anh Phong nha.